Tại khu phát triển kinh tế Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, nơi có địa điểm diễn ra Olympic Bắc Kinh 2022, chính quyền vận động cán bộ, công chức, đảng viên nêu gương đón Tết tại chỗ, không đi đến những nơi có nguy cơ dịch trung bình và cao, cũng như đi ra nước ngoài. Chính quyền sẽ xét duyệt các trường hợp ra khỏi địa bàn. Còn tại thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, doanh nghiệp vận động người lao động ở yên tại chỗ. Thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, ngoài vận động người lao động ăn Tết tại chỗ, còn mạnh tay xử phạt những trường hợp giấu bệnh. Thông thường, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tặng tiền, tặng quà cho người lao động ăn Tết tại chỗ. Không chỉ hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, mà còn giúp doanh nghiệp chủ động được nhân lực sản xuất sau Tết. Chuyên gia uy tín Trung Nam Sơn tính toán, Trung Quốc đã tiêm đủ 2 liều cho 81,9% dân số và sẽ đạt 83% vào cuối năm nay, đạt miễn dịch cộng đồng. Năm thứ hai kêu gọi người dân ở yên tại chỗ đón Tết cho thấy Trung Quốc muốn bảo vệ thành quả chống dịch cũng như đảm bảo an toàn cho các sự kiện chính trị, thể thao lớn trong năm 2022 như Đại hội Đảng, Olympic Bắc Kinh, Á vận hội. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Vâng, còn tại châu Âu, một số cuộc thăm dò về ý định chi tiêu cho mùa lễ hội Giáng sinh và năm mới tại đây cho thấy các hộ gia đình chi tiêu ít hơn so với năm ngoái. Lo ngại về dịch bệnh, lạm phát gia tăng tiếp tục tác động xấu tới tâm lý của người tiêu dùng. Nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam từ châu Âu sẽ cho biết thêm.